Hello, xin chào tất cả các em. Ngày cuối cùng ở Phan Thiết rồi nên là sáng nay chị Nhung quyết định là phải dậy thật là sớm. Nhưng mà cũng không sớm nổi luôn, bây giờ là 6 giờ hơn rồi. Sự mà khi mà ra biển buổi sáng á thì chúng ta phải dậy lúc 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi. Nhưng mà do tối qua mấy chị em chơi thức khuya quá nên là sáng nay dậy trễ một chút. Nhưng mà không sao, bây giờ chị Nhung sẽ vô và đánh kem chống nắng để mình đi ra biển nha. Và bây giờ thì chị Nhung đang sức kem chống nắng cho mặt, mà chị Nhung còn phải sức kem chống nắng toàn thân của mình nữa để chúng ta không bị nắng làm mà cháy da. Và trước khi mà đi xuống biển á là chúng ta phải đánh kem chống nắng trước 15 phút nha, chứ các em đừng bao giờ mà sức kem chống nắng xong là chúng ta xuống biển liền á thì coi như là cái lớp kem chống nắng nó chưa có thấm vào da kịp là nó đã trôi đi rồi. Các em thấy không, bé Đức Tiên còn đang ngủ nè. Đi ra biển nha. À, Thiên Thư thì ở ngoài nói trước rồi, tại vì đợi chị Nhung lâu quá nên là Thiên Thư ra nói trước. Các em ơi, buổi sáng ở biển thì chị Nhung thấy là sóng không có mạnh bằng buổi chiều, nhưng mà có một cái là có cái cảnh buổi sáng hoàng hôn á rất là đẹp đó, nhưng mà ra trễ quá thì bây giờ chắc cũng không thấy hoàng hôn đâu. Trời ơi, nắng quá, nắng rồi. Các em thấy không, khi mà muốn xuống biển là chúng ta phải đi sớm lắm, 5 giờ sáng thôi mà lây hoay bây giờ cũng 6 giờ hơn rồi. Sóng nó vỗ vô âm âm luôn nè. Các em thấy không, buổi sáng rất là đẹp. À, nhất là cái nắng của buổi sáng á để làm chúng ta xinh hơn nè. Hôm qua chị Dung tắm ở đây á, có nguyên một con cua luôn các em. Rồi xong rồi thấy chạy quá thì chạy luôn, cái gì em chị chạy quá chừng luôn, không có dám bắt luôn á. Bây giờ chúng ta lại kiếm Thiên Thư lên. Rồi Thiên Thư đang bơi kìa. Em nhìn nè. À, và Thiên Thư xuống ở kia kìa. Các em có thấy Thiên Thư không? Đây, đang bơi luôn. Chị Nhung vừa mới tắm lên xong luôn mà chắc là phải tranh thủ vào tắm gọn một cái, tại vì mới lên nó thì cái nước biển nó còn nằm ở trên da của chúng ta đó, nếu chúng ta không tắm liền thì chúng ta sẽ bị đuôi then là đen thui. Tắm xong chị Nhung sẽ dẫn cái Tiên đi bơi, cái Tiên rất là thích bơi luôn. Ngày hôm qua đi xuống biển với Thiên Thư á, xong rồi đánh sóng đánh quá sợ quá nên là không có dám mà xuống biển nữa, nên là bây giờ chị Nhung phải vô tắm rửa để mà dẫn anh đi bơi, anh rất là thích bơi luôn các em. Kêu Đức Tiên dậy. Cái Tiên ơi, dậy đi bơi không nè. Đi bơi với lại đi cởi ngựa không? Hôm nay ngày cuối ở Phan Thiết rồi nên là chơi đi nha. Dậy đi con. Mặt buổi sáng nhìn thấy cưng quá đi à. Ok, xong rồi cởi ngựa luôn nha. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi, khỏe quá các em ơi. Tắm hồ bơi xong thì một lát nữa chị Nhung mới cho bé Đức Tiên đi cởi ngựa. Nhưng mà cởi ngựa ở đây thì mình phải đặt trước, chứ mình không phải là vào nói là cởi ngựa là người ta sẽ cho mình cởi đâu. Tầm 9 giờ 15 á, thì cái suất cởi ngựa mới có. Đây, hồ bơi. Hồ bơi này là hồ bơi nhỏ thôi. Rồi bé Đức Tiên qua đây đi. Bên đây á, thì dành cho người lớn, tại vì độ sâu khoảng 1m85. Còn bên kia thì dành cho con nít đó các em, nó ngắn lắm, nó đứng mới tới chân của chị Nhung thôi. Bây giờ Tiên xuống thử đi, Tiên thử thử coi, bỏ dép ra. Đó, để Tiên bơi vậy đó. Ngắn quá mẹ ơi. Vậy sao? Vậy con bơi vô trong đi, bơi vô trong đi. Đâu, ngập nước coi, ngập nước mẹ xem. Con, nước này nhiều quá con ngập được. Rồi, vậy qua xếp bên kia. Ghê ta. Ô, ngập nguyên cái đầu xuống dưới luôn, được không? Được chứ. Rồi, ok, 1, 2, 3. Wow, giỏi quá ta. Dạ, con bơi đi. Rồi, sạch luôn. Vậy hả, bị nước vô mũi hả? Cái là cay mũi rồi con bị đó. Vậy hả? Còn lần kia con không biết vậy, con mình mũi lại. Nó vô cái con mắt con là vô mũi. Có gì đó. À. Mày mốt là sẽ cho bé Tiên đi học bơi nha. Dạ. Chị Nhung có thể để cái chân xuống mặt hồ luôn. Và ở đây có cái ghế nữa, mình cũng có thể ngồi gác chân. Và đây là giỏ đồ ăn.
Có gì mẹ có đem theo mực bento đây, có nước xanh luôn đây, dự trữ đầy đủ hết. Sau khi mà dịch xong thì Dung thấy là khu du lịch đó lo chuyến đi du lịch nhiều, nhưng mà chắc sắp tới là nó đi nhiều lắm luôn á. Người thật không à Destin ơi. Hello, bây giờ con đã được đi đâu? Đi cây ngựa. Nãy giờ con làm gì xong rồi? À, con được đi tắm hồ bơi nè. Tắm hồ bơi nè, cái là được chơi một anh nè. À vậy hả? À. Rồi bây giờ mình còn đi đâu nữa con? Cây ngựa. Ok, bây giờ mình đi cây ngựa nha. Let's go. Đây là anh chàng chuẩn bị sẽ được cưỡi ngựa Bạch Mã Hoàng Tử. Không biết là bé Destin cái cảm giác khi mà đeo lên con ngựa như thế nào. Hồi trước chị Dung còn nhớ là một lần đi Đà Lạt á, cho bé Destin lên ngựa để chụp hình thôi mà bé Destin đã sợ mà không dám chụp, không dám biểu cảm luôn rồi. Không biết là lần này lớn rồi thì cảm giác như thế nào nữa. Và chị Dung thấy là hình như người ta đã dẫn ngựa đến rồi kìa. Có ngựa kìa. Kìa, có ngựa phía trước kìa con. Dù là chị Dung rất là muốn cưỡi ngựa luôn nhưng mà không có cho con ngựa 50 mấy ký lên các em ơi. Tầm khoảng 35 ký đổ xuống thì người ta mới cho cỡi thôi. Destin đây hiện tại là 32 ký. Dạ. Để bên đây chú đỡ lên. Ồ, hello chú. Dài, bây giờ mình sẽ leo lên ngựa nha. Ôi chà. Cô bình như đây em chú, bình như thế này. Rồi, thả lỏng chân xuống, không sao hết. Không được run sợ nha. Để Destin đang được cưỡi ngựa nè, chuẩn bị được lên cưỡi ngựa rồi. Ok, let's go nha. Quá. Trời ơi, chú buồn ghê nơi luôn á. Chỉ được đi phía sau và nhìn ngắm con trai mình thôi. Ở bây giờ mình sẽ đi tới đâu anh ha? À dạ dạ, giống như là mình đi tham quan luôn anh ha. Ờ à, Destin, thích không con? Nhưng mà con ngựa nó đi rồi nó quẹo qua quẹo lại con thấy sợ lắm. À chú ngựa này cái màu rất là đẹp luôn. Ngựa này là ngựa gì anh, bình thường hả? Dạ, giống ngựa nhỏ vậy. Dạ. Phải giống ngựa trên Đà Lạt. À dạ đúng rồi, kiểu đó em đi Đà Lạt thì em thấy con ngựa nó to lắm. Dạ. Trời ơi, chú ngựa dễ thương quá à. Nắng quá à, con đợi nóng không con? Vậy hả con ngồi. Ủa anh ơi, ở đây mình có cái gì để mà gác chân bé không hay là để vậy thôi? Dạ để thả lỏng vậy chị, tại em nó hơi lớn á, có đồ gác. Rồi vậy là chuẩn bị con mà lên đây lần nữa là con hết được ngồi trên ngựa rồi con ơi. Tại vì con lớn rồi. Con nặng quá rồi, con ngựa nó đi không nổi. Bé thì đó. Đúng. Chị này là hồ bơi mới nè, chị đi là hồ bơi lớn nhất hả? Lớn nhất. Wow, vậy mà hả? Em không biết đường đi. Đây, đây. Đây là hồ bơi đẹp đẹp á. Đẹp á. Là chị chụp là thấy xung quanh biển luôn. Biển hôm nay rất là đẹp luôn á. Dạ đúng rồi, sáng này em ra em thấy nó trong, ơi là trong. Ở đây. Thích quá các em ơi, lần đầu tiên mà đi một cái resort mà có con ngựa để cho em bé cưỡi ngựa luôn á, chị Dung mới thấy luôn á. Dạ. Trời ơi, bé Tiên được khuyến mãi nha. Lẽ là được đi một vòng thôi, nhưng mà anh này anh khuyến mãi cho thêm một vòng nữa. Thích lắm các em. Dạ, cây hoa sữa. Cây hoa sữa, anh chỉ cây hoa sữa. Bạn nào ở ngoài Hà Nội thì có thể nhìn cây này và thấy đúng là cây hoa sữa không nè. Chú ngựa này có cái đuôi đẹp quá à. Đang đi mà bị ngứa lỗ tai bên này hay bên kia. Chọt vô đây hả? Dạ. À xong tay nít ở đây. Sao nè, con thấy vui không? Vui sao? Được cưỡi ngựa vui hả? Rồi, coi như là đi đến đây là chú ngựa đã được nghỉ ngơi rồi. Và chú ngựa lần sau hẹn gặp lại. Muốn đi nữa không? Qua năm sau đi nữa. Ai? Hôm nay là ngày cuối cùng nên là mình ăn thật là nhiều nha. Đâu để tin mở ra coi. Wow, cơm chiên. Ôi, nóng hổi luôn. Mình sẽ uống nước ép dưa hấu. Và ở ngoài đây là đặc sản là món bánh bột lọc của các em. Nên là chị Nhung sẽ ăn một miếng. Hy vọng gặp lại các em ở video sau nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chị Nhung và bé Destin, gia đình của chị ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.